cán bộ chiến sĩ công an vùng cao huyện Sơn Tây đã tự vào rừng hái lá dong, chung tay góp gạo nếp, đậu xanh và tiền để mua nguyên liệu làm bánh chưng, bánh tét. Ai cũng vui và tất bật với công việc gói bánh chưng, bánh tét. Có chiến sĩ dù chưa lần nào tự tay gói bánh chưng, chỉ cần qua một lần hướng dẫn đã làm ra những chiếc bánh trông rất bắt mắt, gói gắm cả yêu thương. Chương trình đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân nấu hơn 50 cặp bánh chưng để tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sương Mùa. Trong chương trình Tết Quân Dân Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại xã Sơn Mùa, đoàn viên thanh niên công an huyện Sơn Tây đã tổ chức gói gần 200 cặp bánh chưng gửi đến tận tay đồng bào ca dông nghèo nơi đây. Thì nói trong gia đình là không có điều kiện để gói bánh chưng để ăn Tết. Thì nay được công an huyện Sơn Tây hỗ trợ bánh ăn Tết, nói chung là gia đình cũng rất là mừng. Đoàn viên thanh niên công an huyện còn tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi vui Tết với đoàn viên thanh niên địa phương Sơn Mùa. Tết nghĩa tình quân dân, thể hiện sự gắn kết với lực lượng vũ trang cũng như công an huyện với nhân dân ở địa bàn. Đây đó có ý nghĩa tạo niềm tin cho người dân với đảng, với nhà nước như với lực lượng vũ trang ở huyện. Chương trình Tết Quân Dân Xuân Giáp Thìn năm 2024 với mong muốn quan tâm chia sẻ với cộng đồng của cán bộ chiến sĩ, công an với người dân đồng bào ca dông, để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.